dự báo thời tiết hôm nay 5 tháng 4, mưa lớn và dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngày 6 tháng 4 sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ chiều tối 6 tháng 4, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc, trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Từ gần sáng và ngày 6 tháng 4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Hà Nội đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, và gió giật mạnh. Từ gần sáng và ngày 6 tháng 4, trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 18 độ. Theo AccuWeather dự báo, hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh nắng, nhưng có thể có mưa rào vào buổi trưa. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay, dao động từ 25 đến 33 độ C. Buổi sáng trời nắng nhẹ, buổi chiều có thể có mưa rào, buổi tối trời quang mây, mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 28 độ. Dự báo thời tiết, ngày và đêm 5 tháng 4 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 đến 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2, 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá, và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 đến 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, 3, độ ẩm từ 55 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, độ ẩm từ 45 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 45 đến 92%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.